Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 100 tỷ token có cái hiệu là BG. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả như video mà mình start jackpot. Rồi các bạn bấm show này góp các bạn. Mình không biết giá trị con này bao nhiêu. Nhiệm vụ khá là nhiều luôn các bạn. Put. Thì các bạn làm nhà, từ nhiệm vụ 1 có 5 tách nè các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Tiếp tục con join tiếp kênh seller nè. Làm hoàn thành một nhiệm vụ nữa các bạn. Rồi các bạn điền lại. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join cho group nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục cùng follow Twitter. Follow Twitter nữa có. Chưa không có kêu liquid thì mình sẽ không liquid nha bạn. Làm theo cậu nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Tiếp tục các bạn tweet link hiện tăng ba người bạn của mình và gỡ lỡ link tweet các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn tweet cái link này và tăng ba người bạn các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tweet nè. Các bạn tăng ba người bạn của mình vào nè, các bạn test like nè. Sau đó các bạn mở Twitter mình ra lại nè. Các bạn nhấp vào bao cảnh cùng nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết lên nè. Rồi các bạn chơi với con bot, các bạn dán đường link tweet vô đây. Là mà làm được 3 tách hay còn 2 tách nữa các bạn. Tiếp tục các bạn qua list vuốt. Bạn nhấp vào đây các bạn. Vuốt consumer nè. Xin consumer thì các bạn bấm xuống đây các bạn bấm vuốt nè. Rồi login chứ. Đối với bạn nào chưa có tài khoản thì muốn đăng ký một cái tài khoản trên consumer các bạn. Sau khi các bạn login vào thì bạn nhấp cho tôi file lên người máy nè. Rồi các bạn bấm vuốt nè. Rồi các bạn cho nó một sao luôn các bạn. Các bạn chụp màn hình lại giúp mình các bạn. Coi nó có yêu cầu mình gửi ảnh gì không các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Submit claim photo wood click here. Tiếp tục các bạn gửi bức ảnh các bạn đã chụp hồi nãy cho nó các bạn. Rồi wood. Submit quality. Sorry các bạn ơi, mình quality. Các bạn gỡ một cái hình quality nè các bạn. Các bạn nhấp vào cho nó một sao nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nè. Quality khác, chút khác nha các bạn. Để mình khởi động bot lại các bạn. Để mình khởi động là bot lại, mình gỡ một link tăng ba người bạn mình vào nè. Dán vào đây. Rồi gửi một cái link quality nè, là cái link các bạn cho nó một sao nha các bạn. Rồi tiếp tục submit một cái link vuốt nè, cảnh vuốt nè. Rồi tiếp tục cùng gửi địa chỉ bên bi sản phẩm bet 20 trên chiếc collect mình nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi mình gửi cho bot nè. Rồi các bạn bấm xác tiết cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 tỷ token BG nè. Các bạn gì lên ghép mà chia sẻ một bè cho người thân mát là 10 ghép các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.